Xin chào toàn thể các học sinh yêu quý. Buổi ngày hôm nay chúng ta cùng chuyển sang chuyên đề về số phức. Đây cũng là một trong những chuyên đề dễ nhất ở trong chương trình trung học phổ thông có các em, đặc biệt là dễ nhất ở trong chương trình lớp 12. Và hầu như tất cả các bạn học sinh đều phải nắm chắc là ăn được toàn bộ tất cả các câu số phức ở trong đề thi đại học. Nhớ nhá, kể cả những câu 34 ví dụ trong ở trong đề thi thử nghiệm vừa rồi của Bộ Giáo dục, các bạn cũng có thể ăn được hoàn toàn theo những phương pháp mà thầy đã dạy cho các em. Nhớ nhá. Ví dụ như có thể là có những cái bài những câu 34 rất là khó do giải tay là mất tầm 3 đến 5 phút, bạn nào giải lâu mất tầm 10 phút chẳng hạn thế, thì chúng ta có thể sử dụng máy tính để hỗ trợ, chỉ giải mất tầm 30 cho đến 40 giây là cùng nhá. Rồi chúng ta cùng bước sang chuyên đề về số phức. Rồi thì đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu về khái niệm về số phức trước đã. Khái niệm số phức. À, số phức là cái gì? Số phức là cái gì? Đầu tiên là thầy nói với các bạn tập hợp số phức trước là ký hiệu như nào đã? Tập hợp số phức là ký hiệu chữ C các em ạ. Đó, ký hiệu chữ C. Được chưa? Chữ C. Đấy, ký hiệu số thực là chữ R, được chưa nhỉ? Complex là số phức, R là real, số thực, được chưa nhỉ? Đấy, nên lần sau người ta ghi chữ C, các bạn phải hiểu đây là tập hợp số phức. Thì số phức thông thường người ta sẽ ký hiệu như sau, ký hiệu chữ Z, số phức Z. Z thì người ta sẽ bằng A cộng với BI. Đấy, số phức người ta thường ký hiệu bằng chữ Z hoặc chữ W, vân vân nha. Z bằng A cộng BI, ở đây A cộng BI là cái gì? Ở trong này các bạn nhớ thầy, A và B nó đều thuộc vào R hết. Đấy, A, B bất kỳ thôi, thuộc vào R. Thì bây giờ, cái thằng A ở trong số phức, nó đóng vai trò là phần thực. Phần thực. Phần thực. Đấy, còn B đóng vai trò là phần nào? Phần nào? Còn thằng Y này là cái gì? Y ở đây đóng vai trò là đơn vị ảo. Đơn vị ảo. Đấy nhá, đơn vị ảo. Thì ở đây có một cái tính chất đặc biệt riêng chuyên biệt cho thằng số phức. Đấy, đó chính là y bình của các bạn nó bằng trừ 1. Rất đặc biệt, y bình lại là số âm. Đấy, y bình bằng âm 1. Đây là cái riêng của thằng số phức, nhớ thầy nhá. Thì nhiều bạn cũng nhìn thằng số phức nó khá là quen rồi, bởi vì lúc các bạn nhiều bạn bấm máy từ ngày xưa, lúc các bạn giải ra phương trình vị vô nghiệm là có cái nghiệm nó có chữ y này, nó chính là gọi là nghiệm phức. Được chưa nhỉ? Nghiệm phức chứ không phải là hết nghiệm đâu nhá, nó là nghiệm phức. Được chưa? Rồi, đơn vị nào là y bình bằng âm 1. Xong. Thì bây giờ có những bài toán nó ghi là số phức này là số thuần nào hay số thuần thực. Số phức thuần, thuần thực chẳng hạn như thế. Thuần thực. Thì các em cứ nhớ thầy tương đương là phần ảo của nó bằng không. Phần ảo bằng không, tức là nó chỉ có mỗi z bằng a thôi, như là số thực bình thường thôi, z bằng a. Đấy, còn cái số thuần nào? Thuần nào là tương đương với cái phần thực bằng gì các em nhỉ? Phần thực bằng không, mất đi phần thực thôi, bằng không, được chưa nhỉ? Phần thực bằng không, còn không là một số đặc biệt rồi, cả phần thực cả phần nào đều bằng không nhá. Số không, không có phần thực và phần ảo đều bằng không, bằng không và phần nào cũng bằng không luôn, được chưa? Thì đây là khái niệm về số phức, các bạn nhớ cho thầy. Và cái quan trọng nhất là các em chỉ cần nhớ cho thầy cái đoạn này thôi là chính nha. Đây thằng này mới là chính. Y bình bằng âm 1 và chúng ta có A cộng BI là số phức. Trong đó nhé, nhớ cho thầy nhé, B là số ảo nhé, là phần ảo nhé. Nhiều bạn lúc trắc nghiệm người ta lừa các bạn như sau, người ta cho các bạn cái Z bằng như sau, ví dụ Z bằng 3 cộng 4y. Người ta hỏi phần ảo của số phức này là gì? Nhiều bạn phang thẳng luôn là 4y là sai lè đúng không nhá. Trắc nghiệm đã có rồi. Rất nhiều bạn bị nhầm cái đoạn này. 4y phần ảo các bạn chỉ là số mấy thôi? Số 4. Y ở đây chỉ đóng vai trò là đơn vị ảo thôi, nhớ nhá. Đấy bài này. Phần thực này. Phần thực của các em là bằng 3. Phần ảo của các em là số 4. Nhớ chưa? Ví dụ như thế, đấy là số phức. Nhá. Rồi, tiếp theo là thầy chuyển sang cho các bạn những cái khái niệm khác về số phức là số phức liên hợp này. Liên hợp.
Số phức liên hợp. Số phức liên hợp là cái gì? Số phức liên hợp là như sau. Các bạn nhớ cái biểu thức liên hợp không? Ví dụ ở đây thì có A cộng BI, A cộng B nhân A trừ B. Đây là hằng đẳng thức này. Nó bằng là A bình trừ B bình, đúng không? Vậy thì ở đây A cộng B liên hợp sẽ thành A bình trừ B bình chia cho A trừ B. Hay A trừ B nó sẽ bằng A bình trừ B bình chia cho A cộng B. Vậy thì ở đây số phức liên hợp của nó rất đơn giản là nó ngược lại một chút so với thằng số phức Z. Số phức liên hợp của Z bằng A cộng BI là cái thằng Z ngang bằng A trừ BI. Được chưa nhỉ? Nó liên hợp với nhau ra hằng thức A cộng BI và A trừ BI. Đấy là số phức liên hợp. Thì số phức liên hợp người ta thường ký hiệu có chữ Z ở trên đầu, các em nhớ nhé. Có chữ Z ở trên đầu. Đây là số phức liên hợp. Được chưa? Khái niệm số 3 các em cần nhớ. Đó chính là modulus của số phức. À, modulus là cái gì? Modulus là cái gì? Modulus như sau. Modulus của số phức Z. Đã, người ta ký hiệu như cái dấu trong dấu trị đối này. Nhưng nhớ cho thầy, không đọc là trị đối. Lý do, trị đối nó chỉ áp dụng cho số gì thôi? Số thực thôi, các em nhớ nhá. Áp dụng cho số thực. Còn nếu như những cái số không phải là số thực thì người ta gọi đây là thằng modulus, được chưa nhỉ? Thì modulus của số phức Z nó sẽ bằng là căn bậc 2 của A bình cộng với B bình, tức là phần thực bình cộng với phần ảo bình phương. Được chưa? Rồi, nhé. Xong, đấy là modulus của số phức. Thì ở trong modulus số phức, thằng này luôn luôn như nào đây? Kem lớn hơn hoặc bằng 0 nhé. Thằng luôn lớn hơn bằng 0 và ngoặc đấy luôn dương. Được chưa? Rồi, tiếp theo là chúng ta có tính chất. Tiếp theo, tính chất của nó này. Tính chất của thằng này. Nếu như kem có Z, đấy, mà kem lại nhân với một thằng Z phẩy vào nữa, modulus của Z nhân Z phẩy nó sẽ bằng tích của hai modulus thằng này nhân với nhau. Hai số phức nhân với nhau như thế này. Đây tính nhất số 1. Được chưa? Tính nhất số 2 đó là phép chia thôi. Modulus chia đấy. Z chia Z phẩy nó sẽ bằng modulus của Z chia cho modulus của Z phẩy. Đấy, và tính chất cuối cùng của chúng ta như sau. Rồi, tính nhất cuối cùng của thằng modulus số phức, cái tính nhất này rất ít dùng. Trong vòng mười mấy năm thi đại học gần đây thì chưa bao giờ nó dùng cái này cả nhá. Modulus này của modulus Z mà các em trừ đi modulus của Z phẩy. Đấy, modulus của modulus nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng modulus của Z cộng trừ modulus của Z phẩy. Được chưa? Rồi, nó sẽ nhỏ hơn tiếp modulus của Z cộng với cả modulus của Z phẩy. Nhá, tính chất này rất ít dùng, hầu như chúng ta chỉ dùng tính chất này nhiều nhất này. Đấy, modulus của Z bằng căn bậc 2 A bình cộng với B bình. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta cùng chuyển sang cái phần các phép toán về phần số phức. Rồi, các phép toán về số phức nhé. Đầu tiên là phép cộng trừ trước. Phép cộng hai số phức. Giả sử đây thầy có số phức Z là A cộng với BI. BI, được chưa? Số phức Z phẩy của thầy có là A. A1A, Z1, Z2 đi. Z1, Z2. A1, A1, A2, B2. Đấy. Thì ở đây thầy có hai số phức như này, có những tính chất sau đây. À, Z1 cộng Z2 của các bạn sẽ bằng là lấy phần thực cộng với phần thực, phần nào cộng phần nào. Hoặc các bạn cứ cộng đại số bình thường. A1 cộng B1i rồi cộng với A2 cộng với B2 nhân i. Nhớ nhá. Đấy, cộng với nhau như này bình thường. Thì các em cứ cộng hết phần thực với nhau. Chỗ này A1 cộng với A2, được chưa? Chỗ này các bạn có y là nguyên tử chung, các bạn nhóm y ra ngoài, thầy còn là B1 cộng với B2 thôi. Tất cả nhân với y nhỏ. Thì đấy, tổng của hai số phức nó ra một số phức khác, phần thực phần nào cộng với nhau. Thì bây giờ nếu như trừ hai số phức thì như thế nào? Cũng trừ như thế thôi, các em trừ như này. Nguyên tố trừ vào. Vậy chỗ này sẽ thành A1 trừ A2 và B1 trừ đi B2. Đấy là tổng và hiệu của hai số phức. Được chưa? Rồi, đây là phép cộng. Tiếp theo chúng ta chuyển sang phép nhân. Phép nhân hai số phức như sau. Ở đây thầy có Z1 nhân với Z2. Thì thầy nhân như thế nào? À, các bạn nhân hai số phức này với nhau thì nhân như đại số thông thường. Thầy mở ngoặc thôi. Nhân như đại số thông thường. Đấy, nhưng mà chú ý với thầy là chúng ta có y bình là bằng bao nhiêu?
chú ý là y bình bằng 1 nhé. Y bình bằng trừ 1. Đấy, tu các bạn nhân như thế. Được chưa? Ở thầy lấy ví dụ cho các bạn đây. Ví dụ. Ở đây thầy có Z1 bằng 1 cộng 2y. Z2 của thầy nó bằng là 1 trừ y. Chẳng hạn như thế. Chúng ta nhân hai số phức này với nhau là Z1 nhân với Z2 bằng gì? À, các em nhân như đại số thông thường là 1 cộng với 2y nhân với 1 trừ y. Sở dĩ ở đây thầy không ghi cái phần tổng quát vào A1 nhân cộng B1 nhân y nhân A2 cộng B2 nhân y như thế nó khá là nhằng, nhìn nó hơi rối mắt mà các em cũng chẳng nhớ được. Cứ nhân đại số thông thường vào, chỗ này là 1 trừ y này cộng với cả 2y trừ đi 2y tất cả bình phương nhân thông thường. Mà các bạn có là y bình là bằng âm 1. Âm 1 nhân với âm 2 là 2. 2 cộng 1 là mấy rồi? Là 3. Vậy thì chỗ này 2y trừ y thầy còn y thôi. Vậy thì tích của hai số phức này là 3 cộng y. Được chưa? Đấy là phép nhân hai số phức nhá. Dễ thôi. Tiếp theo là phép chia hai số phức. Phép chia hai số phức. Phép chia thì như sau này, các bạn nhớ thầy. Thằng thứ nhất là 1 trên z. Đấy, 1 trên z. 1 chia cho một số phức z như này chẳng hạn như thế. Nó chính là z mũ trừ 1. Nhớ nhá, không biết z mũ trừ 1 là gì. Đơn giản, a mũ trừ n bằng 1 trên a mũ n. Thì z mũ trừ 1 bằng 1 trên z. Thì nó bằng cái gì? Z của các em nó bằng là a cộng bi đúng không? Được chưa? Z bằng a bi. Thì bây giờ muốn liên hợp thằng a, muốn chia thằng này thì các bạn làm động tác là nhân liên hợp. Các bạn nhân cả từ cả mẫu với a trừ bi giúp thầy. Chia cho a cộng bi tất cả nhân với a trừ bi. Được chưa? Nhân liên hợp để làm cái gì? Để làm gì? Ở đây các bạn thấy ở trên tử vẫn là a trừ bi. Chia cho a cộng bi nhân a trừ bi. Theo đúng hằng thức của các em sẽ có là a bình trừ đi b bình nhân y bình phương. Mà y bình của các em bằng âm 1. Âm 1 và âm nữa là dương rồi. Vậy chỗ này là a trừ bi chia cho a bình cộng với b bình. Mà a bình cộng b bình ở đây và a trừ bi là cái gì? A trừ bi nó chính là thằng gì đây các em? Z ngang. Còn a bình cộng b bình nó chính là cái gì? Mô đun của z. Nó bằng căn của a bình cộng b bình. Thì các em bình phương mô đun của z lên là xong. Vậy thì các em có công thức như sau. Z mũ trừ 1 sẽ bằng mô đun số vực liên hợp của z chia cho mô đun của z tất cả bình phương. Đấy. Hoặc ở đây các bạn cứ nhớ cho thầy, muốn chia hai số phức thì các em làm động tác là nhân liên hợp ra giúp thầy nhá. Chữ y nhân liên hợp cả từ cả mẫu với một biểu thức nào đấy là xong. Được chưa? Rồi thầy lấy ví dụ cho các em này. Ví dụ ở đây thầy có là tính z bằng 1 trừ y trên 1 cộng y cộng y nha chẳng hạn thế nhé. 1 cộng y nhân 1 trừ y trên 1 cộng y. Thì các em sẽ làm động tác là nhân cả từ cả mẫu với thằng liên hợp dưới mẫu. Liên hợp dưới mẫu là gì? Là thằng 1 trừ y đúng không các em? Chia cho ở dưới mẫu 1 cộng y nhân với 1 trừ y, nó mới là biểu thức liên hợp của nó. Được chưa? Liên hợp. Vậy thì nó bằng cái gì? Ở đây các bạn nhân vào, nó chính là 1 trừ y tất cả gì rồi các em? Bình phương chia cho ở dưới mẫu là 1 trừ y bình phương. Rồi. Ở đây các bạn thấy 1 trừ y tất cả bình phương, hai chuyển thức ra là 1 trừ đi 2y cộng với y bình phương, được chưa? Chia cho. Ở đây các em có 1 trừ y bình thì bằng âm 1. Âm 1 với âm là dương, vậy ở dưới mẫu là số 2. Ở đây các em thấy tiếp y bình âm 1 với 1 hết rồi. Ở đây là trừ 2y chia cho 2. Vậy các bạn kết quả còn trừ y thôi. Được chưa? Rồi, thì đấy là cách để các bạn chia hai số phức với nhau. Nhớ nhá, âm 1 với y bình. Hết rồi. Hết. Được chưa? Đấy là các phép toán cơ bản của số phức. Thì bây giờ phần cuối cùng thầy muốn nói đó chính là cái phần điểm biểu diễn của số phức. Phần 7. Điểm biểu diễn. Rồi, điểm biểu diễn của số phức. Ở đây là với số phức z bằng a cộng bi. Tôi đang suy ra điểm biểu diễn của nó là gì?
M. Ở đây sẽ có tọa độ là A và B ở trên một mặt phẳng phức. Một mặt phẳng phức như thế này này. Đấy, có hai trục như bình thường thôi. Y và x bình thường. Nhưng ở đây một trục đóng vai trò là trục thực, thằng x, trục ảo đóng vai trò là thằng y. Đây là trục thực nhé. Thằng này là trục ảo. Được chưa? Ô điểm M đây có tọa độ là A và B. Được chưa nhé? Đây là góc tọa độ bình thường thôi. Ô M vào. Đấy. Thì đây điểm M của các em có tọa độ A và B nó chính là phần thực của phần ảo luôn. Muốn khi đề bài người ta hỏi các bạn là điểm biểu diễn số phức là gì thì nó chính là phần thực và phần phần ảo, cũng là tọa độ x và y của nó luôn. Và chú ý với thầy là cái vector OM, độ dài vector OM nó chính là cái modulus của số phức này luôn. Modulus này này, độ dài vector là modulus. Nó bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình luôn. Đấy, bởi vì O có tọa độ là 0 0, độ dài của một vector đơn giản nó chính là modulus của số phức Z nhá. Rồi, vậy thầy vừa kết thúc cho các bạn cái kiến thức cơ bản nhất của phần số phức. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang những cái dạng bài. Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ đầu tiên. Thì các bạn chưa cần ghi gì vội cho thầy, chỉ cần nhìn cái ví dụ đầu tiên thầy làm. Bởi vì là cái ví dụ rất cốt lõi ở trong những phép toán về phần số phức. Thì các em cứ dừng video, nhìn thật kỹ, thật hiểu cho thầy, sau đó các bạn ghi sau, tự làm lại luôn nhá. Rồi, ví dụ đầu tiên như sau. Cho z bằng 3 cộng 4y cộng với 1 cộng 2y tức là bình phương. Tìm phần thực, phần ảo của số phức z. Tính modulus của z, tìm z ngang, tìm z chia 1 cộng 3y. Cứ làm 4 lý đầu tiên trước đã nhá. Rồi, ở đây thầy tìm ra số phức z bằng gì? 3 cộng 4y này. Các bạn khai triển hằng thức thằng này ra giúp thầy là bằng gì đây? 1 cộng với 4y cộng với cả 4y tất cả bình phương. Được chưa? Đúng hằng thức thôi. Khoảng khai triển. Vậy ở đây y bình nó bằng âm 1. Đúng không nhỉ? 1 cộng 3 là 4, 4 trừ đi 4, chỗ này hết sạch rồi. Được chưa? Hết. Vậy các bạn chỗ này z còn 8y. Nên con A các bạn nhìn ra được ngay phần thực của nó. Phần thực là số 8 đúng không? À là số 0 đúng không? Không phần thực. Và phần nào? Là số mấy? Số 8. Được chưa? Nó chỉ có 8y tức là có mỗi phần nào thôi. Đấy. Xong. Tiếp theo chúng ta chuyển sang con B. Là tính modulus của z. Modulus là bằng căn bậc 2 của phần thực bình cộng phần ảo bình phương. Phần thực là bằng 0 bình phương cộng phần ảo bình phương là 8 bình phương, đúng không? Kết quả chúng ta chỉ còn gì thôi? Còn 8 thôi. Được chưa nhỉ? Căn bậc 2 của 8 bình là còn 8. Xong con B. Con C thì số phức liên hợp z ngang của chúng ta sẽ bằng là gì? Đảo ngược lại dấu đứng trước phần ảo là còn trừ 8y. Xong luôn con C. Được chưa? Có vẻ ngon lắm quá nhỉ? Con D nào. Chúng ta tính z chia cho 1 cộng 3y, tức là z bằng 8y chia cho 1 cộng với thằng 3y. Ở đây phép chia thì các bạn phải làm động tác là nhân liên hợp giúp thầy. Nhân liên hợp ở đây sẽ là bằng gì? 8y, tất cả nhân với gì đây? 1 cộng với 3y, được chưa nhỉ? Rồi, chia cho, 1 trừ 3y, nhân hợp 1 trừ 3y, chia cho 1 cộng 3y, tất cả nhân với 1 trừ 3y. Đấy, liên hợp nó lại. Liên hợp là thằng đứng trước phần ảo, các bạn đảo dấu là xong. Vậy các bạn nhân tung ra giúp thầy, chỗ này là 8y, chỗ này là 8324, đúng không? Chỗ này là trừ 24y bình phương, chia cho. Ở dưới mẫu các bạn thấy hằng thức là 1 trừ 9y bình phương, hằng thức, được chưa? Rồi, chỗ này bằng gì? 24y bình phương, đấy, y bình là trừ 1, trừ trừ là cộng, còn 24 cộng với 8y thôi. Ở dưới mẫu này của các em là số mấy? Số 10, đúng không? Y bình bằng âm 1, âm nhân âm 9, âm 1 nhân âm 9 là 9, cộng 1 là 10. Đến đây các em rút gọn đi cho thầy thôi. Rút gọn nó bằng cái gì? 24 chia 10, ở đây các bạn là còn 14 phần 5, à 12 phần 5. 12 phần 5. 8 chia 10 là 4 phần 5. 4 phần 5y. Vậy là các bạn vừa xong vấn đề. Rất đơn giản, đúng không nhỉ? Thì bây giờ chúng ta chuyển sang con E nhé. Con E như sau. Người ta bắt các bạn tính Z này cộng với Y mũ 2016 trừ đi Y mũ 2017 và cộng với số 2. Ở đây các em lưu ý giúp thầy là có những cái Y to như này mà các bạn chỉ biết mỗi Y bình bằng 1 thì chúng ta xử lý những bài này như thế nào. Ở đây thầy cho các bạn một đóng khung vào ghi chú của thầy luôn. Đó là cách để xử lý Y lớn. Cách xử lý y mũ lớn.
y mũ lớn nhé. Mũ lớn. Mũ lớn ở đây có hai trường hợp thôi, đó là mũ lớn là mũ chẵn. Ở đây mũ chẵn thì ghi là y mũ 2n, và mũ lẻ là y mũ 2n cộng với số 1, trả như thế. Vậy thì mũ chẵn thì các bạn xử lý bằng cách là y bình tất cả gì thôi, mũ n. Vậy thì y bình là bằng âm 1 mũ n thôi. Xong. Được chưa? Còn mũ chẵn của các em bằng gì? Các bạn tách ra thành là y mũ 2n nhân với y cộng 1 đây này, thế thành y. Vậy chỗ này các bạn còn gì thôi? Y mũ 2n nó chính là y bình tất cả mũ n nhân với gì thôi? Nhân với y. Mà y bình là bằng bao nhiêu đấy? Trừ 1 là bằng trừ 1 mũ n nhân y. Hết bài. Nhá. Cái n này phụ thuộc vào lẻ hay chẵn lúc các bạn tách ra thôi. Thôi, thì lấy cho các bạn ví dụ như ở con này luôn nhá, đóng khung con này vào này. Rất quan trọng. Nhá. Y mũ lớn. Thế bây giờ thằng z của các em nó 8y. Z là 8y. Y mũ 2016, 2016 đây là mũ chẵn rồi. Mũ chẵn thì các em tách ra cho thầy là y bình phương. Đó. Tất cả mũ 2016 mà chia cho 2 các bạn còn 1008. Bạn nào không nhầm được thì ghi 2016 chia cho 2 thôi. Đấy. 2 với 2 rút gọn này này. Được chưa? Không nhầm được thì ghi thế nhá. Trừ đi y. Mũ 2017 thì ở đây là mũ lẻ. Mũ lẻ thì các em phải làm động tác là tách ra cho thầy. Vậy chỗ này tách ra thành 2016 nhân với y thôi. Được chưa? Cộng với số 2. Rồi chúng ta xử lý đoạn này bằng 8y. Y bình nó bằng âm 1. Được chưa? Âm 1. Mũ bao nhiêu đây? 2016 trên 2 là 1008. Rồi, trừ đi. Chỗ này tương tự các bạn có thằng y mũ 2016 rồi là trừ 1 mũ 1008 nhân với y nhỏ cộng với số 2. Được chưa? Chúng ta còn gì? Ở đây trừ 1 mà mũ chẵn nó ra số 1 đúng không? Rồi số 1 thằng này tự ra số 1. Đấy, chỗ này 8y cộng với số 1 trừ đi trừ là thành cộng rồi. Chỗ này cộng với y nhỏ thôi, 1 nhân y cộng với số 2 nữa. Vậy kết quả các bạn là 3 cộng với 9y. Xong. Đấy, nó ra số phức rồi. Đây là con E. Được chưa nhỉ? Thôi chúng ta. Rồi, con đầu tiên, ví dụ đầu tiên là thầy lấy trong đề minh họa năm 2017. Ra cho các bạn một số phức y 1 cộng y bằng 3 trừ y. Hỏi điểm biểu diễn số phức Z là điểm nào? Đấy, Z ở đây 1 cộng y tức là nhân Z bằng 3 trừ y. Vậy thì đây các em nhìn ra cho thầy ngay, Z của chúng ta là 3 trừ y. Tất cả chia cho bao nhiêu? 1 cộng y, đúng không? Chia 1 cộng y. Đến đây các bạn liên hợp giúp thầy là 3 trừ y. Tất cả nhân với 1 trừ y. Ở dưới là 1 cộng y nhân với 1 trừ 1 trừ y nhỏ. Được chưa nhỉ? Vậy thì ở đây các bạn nhân vào với nhau sẽ là 3 trừ đi 3y trừ đi y cộng với y bình phương chia cho 1 trừ đi y bình phương thẳng thức thôi nhá. Vậy ở đây các bạn sẽ có là y bình bằng âm 1. Âm 1 với cả 3 là còn số 2, cho nên trừ 4y chia cho mấy? Chia cho 2. Đấy, y bình âm 1 mà trừ trừ 1 là có 1. Vậy các bạn còn 1 trừ đi mấy y thôi? 2y. Vậy thì điểm biểu diễn ở đây là điểm M nào đó có tọa độ là 1 và trừ 2. Đấy, một điểm nào đó M 1 và trừ 2. Đây, 1 x bằng 1 đây, trừ 2 đây. Vậy nó chính là điểm gì các em nhỉ? Điểm Q, được chưa nhỉ? Vậy các bạn phải chọn đáp án gì? Đáp án B. Nhớ nhá, đáp án B. Còn bài này các bạn hoàn toàn có thể tính nhanh bằng máy tính được. Và tí nữa thầy sẽ trình bày cho các bạn cách để các bạn sử dụng máy tính sau. Hiện tại là chúng ta đang trong giai đoạn luyện tập lại các cái phép toán về phần số phức, nên thầy chưa cho các bạn tiếp cận luôn cả máy tính được, như thế nó hỏng mất nhá. Rồi, chúng ta chuyển sang ví dụ số 2. Rồi, ví dụ số 2 thì trích ở trong cũng ở trong đề minh họa, được chưa nhỉ? Nó cho số phức z bằng 3 trừ 2y và tìm phần thực phần ảo của số phức z ngang. À, phần thực phần ảo ở đây là gì? Của z ngang nhé, không phải z nhé. Nhiều bạn sẽ nhầm là 3 với trừ 2 luôn. À, chọn nhầm đáp án nó sẽ dở đấy nhá. Đây này, 3 với trừ 2 chẳng hạn như thế. Ở đây đáp án nhiễu chán quá. Đấy, z ngang của chúng ta sẽ bằng gì đây? Đảo lộn lại dấu giúp thầy là mấy đây? 3 cộng với 2y, được chưa nhỉ? 3 cộng với 2y. Vậy thì ở đây phần thực của chúng ta là 3, phần ảo của các bạn là mấy? Là 2 thôi nhá, không phải 2y đâu. Vậy các bạn phải chọn đáp án gì? Đáp án D. Được chưa? Đừng có nhầm rằng cái con C nhá. Đấy, đề nó lừa như thế đấy. Ôi, thầy chuyển sang con số 3 luôn cho các bạn. Đây. Thầy trích ở trong đề thử nghiệm của bộ giáo dục vừa rồi. Đã cho các bạn một điểm M. À, thầy xóa thằng này đi nhá. Cho các bạn một điểm M. Biểu diễn như hình vẽ. M đây là có tọa độ là x bằng 3 và y bằng trừ 4. Đấy, M là 3 và trừ 4.
Người ta hỏi là tìm phần thực của phần ảo của Z. Ô, phần thực là bằng 3, phần ảo bằng bao nhiêu luôn các em? Trừ 4. Vậy các bạn chọn đáp án gì? Đáp án C, đúng không? Đấy, các bạn thấy đặt đề trong đề thử nghiệm, đề minh họa. Mấy câu này khá là đơn giản, các bạn hoàn toàn quay được đáp án ngay. Nếu các bạn học chắc lý thuyết là xong. Nhá. Rồi, thầy chuyển sang con ví dụ số 4. Ví dụ số 4 thầy trích ở trong đề thử nghiệm của giáo dục. Tìm mô đun của số vức Z thỏa mãn Z nhân 2 trừ y cộng 13y bằng 1. Vậy thì Z của các em bằng gì? Các bạn chuyển vế sang giúp thầy là 1 trừ 13y. Tất cả chia bao nhiêu đây các em? 2 trừ y. Ở đây tính tay chứ nhá. Phải tính tí thầy dạy sau. Bắt nhẹ mà bấm nhá. 1 trừ 13y này. Tất cả nhân với gì đây? 2 cộng 1y nhỏ. Chia cho. Ở đây là các bạn có 2 trừ y nhân với 2 cộng y. Được chưa nhỉ? Rồi, bằng cái gì? Nhân vào với nhau giúp thầy thôi. Chỗ này là 2 cộng với y nhỏ trừ đi 26 y cộng với cả trừ 13 y bình phương chia cho. Ở đây các bạn hằng thức là 4 trừ đi y bình phương. Được chưa? Vậy chỗ này bằng bao nhiêu thôi? Chỗ này thì các em tính ra được bằng là y bình âm 1 13 là 15 đúng không? 15 trừ đi 25 y chia cho ở dưới mẫu là 5. Vậy các bạn chia thôi còn bằng gì thôi? 3 trừ 5 y nhỏ. Được chưa nhỉ? Người ta hỏi tính mô đun của số vức Z. Vậy thì suy ra mô đun của Z nó sẽ bằng căn bậc 2 của phần thực bình cộng với phần ảo bình phương. Vậy chỗ này là 3 bình cộng với 5 bình phương. Được chưa? 3 bình bằng 9 là 9 cộng với cả 25. Được chưa các em? Vậy chỗ này là còn 34. Được chưa nhỉ? 34. Căn 34 thôi. Bằng căn của 34. Vậy các bạn chọn đáp án gì? Đáp án A. Đúng không? Đáp án A. Đấy. Giờ tính tay các bạn, nếu mà tính nhanh, thầy không giảng các bạn, thầy tính nhanh chắc là chưa đến 1 phút là xong một con này rồi. Đấy, còn bấm máy thì chắc là 10 giây, chắc là xong rồi. Nhá. Rồi, tí nữa chúng ta học bấm máy sau. Nhớ cho thầy, phải hiểu được tư duy cách tính toán của số vức Z đã. Không về sau người ta cho các bạn những bài toán chứa tham số chẳng hạn thế. Ở trong đề file đính kèm thầy có những cái con mà nó có cả tham số mà các bạn không biết tính tay thì chết là chết dở. Rồi mày thì không bấm được rồi. Nhớ đó. Rồi, đây chúng ta chuyển sang ví dụ tiếp theo. Rồi, tương tự. Ở đây là cho hai số phức Z bằng 1 cộng Y và Z2 bằng 2 trừ 3Y. Người ta bắt các bạn đi tìm mô đun của số phức Z1 cộng Z2. Ở đây rất đơn giản, các bạn cứ tính tổng của thầy. Z1 cộng Z2 bằng cái gì? À, đây là 3 nhân được ngay 3 trừ đi 2Y. Đúng không? Vậy từ đây suy ra mô đun của Z1 cộng với mô đun của Z2. Thì các em có thể bằng căn bậc 2 của 3 bình phương cộng với trừ 2 tất cả bình phương. Vậy các bạn đặt căn 13. Đáp án gì? À. Được chưa nhỉ? Đấy, giải rất nhanh. Đấy, đề minh họa cũng rất là bình thường thôi. Khá đơn giản, đúng không nhỉ? Nhá. Rồi, vậy thì thầy vừa chỉ cho các bạn cách để các bạn tính tay mấy cái biểu thức cộng trừ nhân chia của số phức rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang những bài toán liên quan đến hai số phức bằng nhau. Và bài tiếp theo như sau. Rồi cho các bạn 3x trừ 2 cộng với 2y cộng 1 tất cả nhân y nhỏ bằng x cộng 1 trừ đi y trừ 5 nhân y nhỏ. Người ta bắt các bạn tính tổng x cộng y. À, bài này tức là như thế nào? Đơn giản là chúng ta đi tìm số phức thôi. Ở đây các bạn nhìn nhá. Khi nào hai số phức nó bằng nhau? Hai số phức bằng nhau khi mà phần thực bằng nhau và phần ảo bằng nhau. Vậy thì bài này các bạn nhìn ra được ngay cho thầy. Phần thực của bên này là 3x trừ 2 rồi. Đúng không? Phần thực ở bên số phức bên này là x y cộng 1. Phần ảo bên này là 2y cộng 1. Phần ảo bên này là trừ y cộng với số 5. Đúng không? Thầy đảo dấu luôn. Đến đây các bạn giải ra x và y cho thầy thôi. Tương đương ở đây. Ở đây các bạn sẽ ra được là 2x bằng 3. Đúng không? Hay bằng 3. Và ở đây là 3y bằng 4. Được chưa? Tương đương ở đây các em ra được x bằng 3 phần 2. Và y của các em nó bằng 4 phần 3. Được chưa nhỉ? Vậy thì tổng của x và y ở đây sẽ là 17 phần 6 nhé. Suy ra x cộng y của các em bằng 17 phần 6. Vậy các bạn chọn đáp án gì? Đáp án A. Được chưa nhỉ? Rất đơn giản, đấy là hai số phức bằng nhau nhé. Rồi, chuyển sang một con ví dụ nữa. Rồi một con nữa nhé. 1 trừ 2y nhân x cộng với cả 1 cộng 2y nhân y nhỏ bằng 1 trừ y. Lúc này các bạn mà cho phần thực phần nào bằng nhau chết dở luôn nhé. Cho hai thằng bằng nhau chết dở. Lý do tại sao? Các em phải xác định được rõ phần thực phần nào. Phần nào của các em là phần đứng trước thằng y nhỏ. Ở đây các bạn thấy vẫn y nhỏ ở thằng x ở đây này. Các em phải nhân tung ra cho thầy. Thì các em mới tìm được x và y. Đúng không?
Và đây các bạn nhân ra cho thầy là x trừ đi 2y nhỏ nhân y cộng với 1 cộng 2 y nhân y nhỏ, được chưa, bằng 1 cộng y. Rồi, ở đây các bạn chuyển hết sang một vế cho thầy. X chuyển sang một vế nhóm phân thực với nhau nhé. 1 với trừ 1 thầy rút gọn cho hết. À đây là y, không phải là trừ 1. 1 nhân y là y. Đấy. Vậy chỉ chuyển vế sang cho thầy vẫn là số 1 thôi. Là 1 x trừ 1. Được chưa? X trừ 1 ở đây có y nhỏ. Và y nhỏ ở đây mới rút gọn cho nhau này. Rồi. Hết. Vậy các bạn nhóm phần ảo với nhau. Vậy là phần thực rồi. Phần ảo bên này là thầy nhóm là cộng với y nhỏ ở ngoài đi. Y nhỏ ngoài chỗ này là 2y trừ đi 2x, đúng không? 2y trừ 2x bằng số 0. Chuyển sang một vế rồi, như thế này. Vậy thì số 0 bên vế bên phải của các em nó là một số số phức, nhưng với phần thực bằng 0 và phần ảo cũng bằng 0. Vậy thì ở đây các bạn ra được luôn cho thầy x trừ 1 các bạn bằng 0 luôn, và thằng 2y trừ đi 2x của các em cũng bằng 0. Ở đây các em ra được ngay cho thầy x bằng 1 và y cũng bằng mấy luôn? Y bằng 1. Vậy các bạn chọn đáp án gì? Đáp án A nhá. Ở trong bài này thì các bạn có hết đáp án rồi. Các em hoàn toàn có thể thay thẳng thằng số 1 vào trong này, thay thẳng số 1 vào đây. Các bạn thay và bấm máy cũng được, tí nữa thầy mới dạy bấm máy sau nhá. Rồi, sau một con nữa thầy mới dạy bấm máy. Hiện tại là chúng ta vẫn phải tính tay trước đã nhá. Rồi. Rồi một con tiếp theo, x cộng y nhân y nhỏ chia cho 1 trừ y nhỏ bằng 3 cộng 2y nhỏ. Bây giờ bắt các bạn so sánh x với y. Nào. Ở trong số phức này các bạn thấy phép chia rồi nên các phải liên hợp lên cho thầy, nhớ nhá. Liên hợp với chỗ này là x này cộng với y nhỏ nhân y nhỏ, tất cả nhân với 1 cộng y nhỏ, liên hợp của nó chia cho 1 trừ y nhỏ nhân với 1 cộng y nhỏ, được chưa, bằng 3 cộng 2 y nhỏ. Rồi, ở đây các bạn nhân vào cho thầy thôi, chỗ này là x cộng với cả x y, nhưng cẩn thận nhá, cộng với cả y nhân y nhỏ cộng với cả cộng với cả y nhân y bình phương, được chưa, chia cho 1 trừ y nhân 1 cộng y, nó chính là 1 trừ đi y bình phương bằng 3 cộng với 2 y nhỏ, chưa nhỉ? Tương đương ở đây thầy có nhóm hết phần thực với nhau là y bình bằng âm 1 rồi, chỗ này là x trừ y thôi. Rồi x trừ y, bên này nhóm y nhỏ ra là x cộng với y, tất cả nhân với y nhỏ, lại nhóm hai thằng này với nhau nhá. Và bên này thì quy đồng lên, 1 trừ y bình phương nó chính là bằng 2. Vậy chỗ này các bạn nhân 2 lên là 3 cộng với 2y, thì bỏ mẫu luôn nhá. Bỏ mẫu luôn. Rồi, chuyển hết sang một vế mà xử lý cho dễ cũng được nhá. Đấy, bạn nào mà thấy cồng kềnh thì thôi, chuyển hết sang một vế. Còn đứa không thích thì giữ nguyên. Chỗ này 2 3 6 chuyển trừ 6 sang bên này. Cộng với cả x cộng với y, chuyển thằng kia ra là trừ 4. Tức là nhân y nhỏ bằng số 0, 2 2 là 4 mà, chuyển sang bên phải. Vậy thì ở đây các bạn thấy lại là hai số phức bằng nhau, tương đương phần thực bằng nhau. X trừ y bằng 6 hoặc là x cộng y của các em bằng số 4 luôn. Được chưa? Đã, bên này là phần thực bằng 0, phần nào bằng 0. Thầy chuyển về sang. Đến đây các bạn giải hệ phương trình thôi. Tương đương. Ở đây các bạn ra được bao nhiêu đây? 2x của các em nó bằng số 10 nên x bằng 5. X bằng 5. X bằng 5 nên suy ra y bằng trừ 1. Được chưa nhỉ? X bằng 5, y bằng trừ 1. Vậy thì ở đây các bạn thấy ngay x đang lớn hơn thằng, x đang lớn hơn y. Vậy các bạn chọn đáp án A nhá, đáp án A. Được chưa? Hết bài. Đấy, những bài này thì bấm máy nó cũng khó khăn rồi, đúng không? Khó khăn rồi. Trở tay thôi. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta cùng chuyển sang cách để các bạn sử dụng máy tính để xử lý những bài toán về số phức.